Bên cạnh hỗ trợ ngữ pháp cơ bản, phương pháp học trực tuyến 1 kèm 1 giúp luyện nghe, nói, giao tiếp tiếng Anh hiệu quả đang là xu hướng được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con em mình. Tôi đã từng cho con học tiếng Anh ở trung tâm. Tuy nhiên với thu nhập của hai vợ chồng ở mức căn bản thì tôi thấy chi phí khá là cao. Ngoài ra vợ chồng tôi vẫn cần phải sắp xếp thời gian để đưa đón con cái. Rất may là tôi được một chị đồng nghiệp giới thiệu đến P2 luyện nói tiếng Anh, một giáo viên kèm một trẻ em. Thì con tôi có thể học online tại nhà với nhiều chủ đề phong phú và đa dạng. Bên cạnh đó 100% giáo viên là người nước ngoài nên tôi rất yên tâm khi con tôi được sửa ngữ pháp và phát âm chuẩn. Tôi luôn mong muốn tìm cho con mình một môi trường luyện nói tiếng Anh chuyên nghiệp cùng với người nước ngoài. Đó là lý do vì sao chúng tôi bắt đầu với dự án phát triển B2. Đối với dự án này, chúng tôi tập trung rất nhiều vào yếu tố công nghệ để mang lại cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất ở trên app và web. Chúng tôi cũng cam kết đầu ra tương đương với cả chuẩn Cambridge. Với đội ngũ giảng viên tận tâm, chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và hiểu tâm lý trẻ, các thầy cô đều có chứng chỉ dạy quốc tế như TESOL, TFL, B2 cũng cam kết hoàn tiến sau khóa học nếu không đạt được trình độ như cam kết. Vì vậy, bố mẹ an tâm về việc luyện nói tiếng Anh hiệu quả cho con. Hiện đã có 500.000 bố mẹ đăng ký cho con và đều hài lòng về hiệu quả học tại B2.